câu chuyện về ông lão nhà quê một ông lão nhà quê đang uống rượu trong một quán rượu trong thị trấn một băng nhóm lừa đảo vào uống rượu chung với ông lão và bàn mưu với nhau để trấn lột tài sản của ông ta bằng một trò lừa gạt chúng thỏa thuận với nhau rằng chúng ta sẽ kể lại những kinh nghiệm đã trải qua của chúng ta lần lượt từng người một ai mà nói ra rằng tôi không tin chuyện đó thì sẽ bị mất hết tài sản của mình cho người kể câu chuyện và làm nô lệ cho người đó rồi họ nói với ông lão này ông bác ông có đồng ý với lời đề nghị hay không ông lão đáp lại cứ thế đi này các cậu cứ thế đi rồi tên lừa đảo thứ nhất trong bàn nhậu kể lại câu chuyện của mình như vậy thưa các bạn khi mẹ của tôi mang thai tôi bà có sự thèm muốn đặc biệt là muốn ăn trái táo rừng và vì bà ta không có ai đi hái trái táo cho bà nên bà sai tôi đi hái khi ấy, tôi còn ở trong bụng mẹ mà tôi phải đi đến cây táo rừng. Vì tôi không thể trèo lên cây, nên tôi nắm chắc hai chân của tôi và quăng chúng lên cây, như tôi thường làm với cái chày bằng gỗ. Rồi tôi đi từ nhánh cây này đến nhánh cây khác và hái những trái táo rừng. Sau đó, tôi thấy mình không thể trèo xuống khỏi cây được, nên tôi đi về nhà, lấy cái thang và dùng nó để trèo xuống. Tôi cho mẹ tôi trái táo. Chúng có cỡ lớn bằng cái lưu nước. Tất cả những trái táo rừng được mang xuống khỏi cây từ trong cái túi được may sẵn trên cái xà rong, cái khố mà tôi đang mặc. Từ mớ táo rừng của tôi, mẹ tôi ăn một lèo hết sáu chục trái, đến khi thỏa mãn cơn thèm khát của thời kỳ mang thai. Sau khi mẹ tôi ăn xong, số trái cây còn lại được đem chia cho tất cả dân làng, cả già lẫn trẻ. Cái phòng khách trong nhà của chúng tôi rộng 16 hát tay. Tôi bỏ những trái táo trong đó sau khi lấy đi tất cả những đồ đạc bên trong. Những trái táo được đổ đầy lên đến nóc nhà. Số trái cây còn dư phải chất đóng ở ngoài nhà giống như một cái đồi cao 80 hắc tay. Tôi kể xong rồi, các bạn muốn nói gì thì nói. Các bạn có tin câu chuyện không? Ông lão nhà quê làm thinh. Những tên lừa đảo trong bàn rượu đều trả lời là có tin. Rồi chúng hỏi ông lão, ông có tin câu chuyện không? Ông lão đáp lại, Ồ, đây là một vùng đất Bao La. Nó có thể tin được trong vùng đất Bao La này. Những người còn lại trong bàn rượu lần lượt kể những câu chuyện khó tin của họ. Và rồi đến phiên ông lão. "Bây giờ, hãy lắng nghe câu chuyện của ta." Ông ta nói. "Không phải chỉ có những ngôi nhà trong thị trấn của các bạn mới to lớn, những ngôi nhà trong ngôi làng của chúng tôi cũng to lớn. Tôi muốn các bạn chú ý rằng, gia đình của chúng tôi chuyên về đồng điền bông vải." Chúng tôi có hàng trăm hecta cây bông vải. Giữa đồng điền bông vải bao la, chúng tôi có một cây bông vải đặc biệt lớn. Nó có chiều cao 80 hắt tay, nó có năm nhánh. Trong năm nhánh ấy, bốn nhánh không ra quả, nhưng nhánh thứ năm nằm ở hướng đông thì ra một trái bông vải khổng lồ, lớn bằng cái bình nước. Từ quả bông vải ấy, sáu ngăn bên trong nở ra sáu cái bông vải. Tôi bèn cạo râu, tắm rửa và sau khi sức dầu thơm lên người, tôi đi đến cành bông vải và khi trông thấy sáu cái bông hoa từ quả bông vải ấy thì tôi vui sướng lắm tôi chìa tay ra bẻ lấy những bông hoa ấy khi ấy kỳ lạ thay tại chỗ của sáu bông hoa trong hai tay của tôi có sáu người nô lệ mạnh khỏe sáu người nô lệ ấy bèn rời khỏi tôi và bỏ chạy đi những chỗ khác tôi đã không thấy chúng trong một thời gian dài này cậu bé cậu là nanda nô lệ của ta và cậu này là pô ná nô lệ của ta còn cậu là Quách Đá Na Má, nô lệ của ta. Còn cậu là Chích Tá, nô lệ của ta. Và cậu này là Mang Gá Lá, nô lệ của ta. Còn cậu này là Phốt Thiên Giá, nô lệ của ta. Rồi ông lão đột nhiên đứng lên và nắm chắc sáu búi tóc của sáu chàng trai trong tay của ông ta. Sáu chàng trai lừa đảo mà ngồi chung trong bàn rượu. Không thể phủ nhận rằng câu chuyện là không thật vì nếu họ phủ nhận thì theo những điều họ đã thỏa thuận họ sẽ trở thành những người nô lệ cho ông lão rồi ông lão dẫn sáu người kia đến quan tòa và ở đó họ chính thức bị tuyên xử làm nô lệ và họ phải đi theo hầu hạ ông lão suốt thời gian ông ta còn sống loại lời nói vô nghĩa này nhưng nó không thật và không đem lại lợi ích loại lời nói này không bao giờ được đức phật nói ra vương tử áp phá giá bèn bạch với đức phật rằng bạch đức thế tôn khi có những vị sắc đế lỵ những vị bà la môn những vị gia chủ và những vị sa môn có trí đến thế tôn và nêu ra những câu hỏi khác nhau có phải thế tôn đã suy nghĩ ra trước những câu trả lời để cho phù hợp với những câu hỏi của họ hay những câu trả lời đến trong tâm ngay tức khắc đức phật bèn nói với vương tử rằng này vương tử a phá giá trong trường hợp ấy như lai sẽ hỏi ngươi một câu hỏi ngươi có thể trả lời như thế nào tùy thích ngươi nghĩ như thế nào về điều này có phải vương tử là người rành mạch về các loại xe chăng đúng vậy bạch đức thế tôn con là người rành mạch về xe và các bộ phận của nó này vương tử vương tử nghĩ gì về điều này nếu có người nào đó hỏi vương tử rằng bộ phận này của chiếc xe được gọi là gì có phải vương tử có câu trả lời được nghĩ ra sẵn trước rồi hay vương tử trả lời nó ngay lập tức bạch đức thế tôn con được mọi người biết đến là chuyên gia về các loại xe con rành mạch về tất cả các bộ phận của chiếc xe. Tất cả các bộ phận của chiếc xe hiện rõ trong tâm của con. Do đó, bất cứ câu hỏi nào liên quan đến chiếc xe, con đều biết rõ. Này vương tử, cũng dường thế ấy, khi những vị sắc đế lị, những bà la môn, những vị gia chủ và những vị sa môn có trí đi đến Như Lai với những câu hỏi khác nhau của họ. Câu trả lời đến ngay trong tâm của Như Lai. Sở dĩ như vậy, vì như lai sở hữu pháp giới đâm má ta tú là nhất thiết trí thông suốt tất cả các pháp có thể biết được khi điều này được nói ra một cách nhã nhặn kỳ diệu vương tử áp phá giá vô cùng cảm kích vị ấy xin quy y đức phật quy y pháp và quy y tăng và trở thành vị đệ tử của đức phật về sau vương tử áp phá giá trở thành vị tỳ khu và nhờ chuyên trì phạm hạnh của vị tỳ khu vị ấy đã chứng đắc đạo quả a la hán với bốn tuệ phân tích, Patisam phí đà, sáu tháng trí, cha lá phiền nhà. Năm lô cá quý đù lô loka, cá năm thủ uẩn hay năm uẩn được chấp thủ, ubadana khanda, trong một nghĩa khác, hữu tình thế gian, Sát tá lô cá. Hành thế gian hay thế giới hữu vi pháp, rá lô cá, không gian thế gian hay thế giới làm nền tảng cho nhiều cõi sanh hữu ô ca xá lô cá quý đu người có trí tuệ phân tích và có sự hiểu biết hoàn toàn bộ quý xuất thím mắt cá giải thích chữ lô cá quý đu bằng hai cách một trong cách thứ nhất lô cá được diễn dịch là năm uẩn được chấp thủ gọi là năm thủ uẩn năm uẩn này được hiểu a là khổ đúc khá b có nguồn gốc ở ái dục tanh hà c sự diệt tắt khi niết bàn được giác ngộ và d thánh đạo là con đường chân chánh dẫn đến niết bàn sự chấm dứt các uẩn như vậy lô cá quý đu nghĩa là đức phật có sự hiểu biết đầy đủ về năm thủ uẩn trong việc biết về thế giới của năm uẩn đức phật không chỉ biết về năm thủ uẩn không thôi mà còn biết chúng trong bốn phương diện làm cho trí tuệ của ngài được hoàn hảo bốn phương diện ấy là a Ngài biết rằng năm thủ ẩn là thật sự khổ. Đúc khá. B. Ngài biết về phương diện nguồn gốc của năm thủ ẩn này. Ái dục là nguồn gốc của năm uẩn. C. Ngài biết rõ niết bàn. Phương diện chấm dứt của năm uẩn. D. Ngài biết con đường dẫn đến sự chấm dứt, tức là thánh đạo. Như vậy, Đức Phật có sự hiểu biết hoàn toàn về năm thủ uẩn. Đó là lý do khiến Đức Phật được gọi là Lô Cá Quý Đu. Trong phương pháp diễn dịch thứ nhất, trí tệ được hiểu biết hoàn toàn từ bốn phương diện của năm thủ ẩn là ân đức Lô Cá Quý Đu, năm uẩn của Đức Phật là người sở hữu ân đức ấy. Hai, dầu phương pháp diễn dịch thứ nhất đã đầy đủ về thế giới năm uẩn nhưng phương pháp ấy mô tả chữ Lô Cá chưa đầy đủ. Do đó, chú giải nêu ra cách diễn dịch thứ hai. Trong cách thứ hai, thì Lô Cá có ý nghĩa là thế giới hữu tình hay hữu tình thế gian sát tá lô cá hành thế gian sanh kha lô cá và không gian thế gian ô ca xá lô cá lô cá nghĩa là cái gì có sanh và có diệt chịu sự sanh diệt theo quan điểm áp phí đam má thì các uẩn của chúng sanh hữu tình được gọi là căn phược uẩn in rí giá bát đá khanda các uẩn của vô tình chúng sanh được gọi là phi căn phược uẩn anin ninh rí giá bát đá khanda a. Các uẩn của chúng sanh hữu tình có khả năng bị luyến ái theo cảnh sắc, cảnh thinh, vân vân, cho nên được gọi là hữu tình sát tá, vì những uẩn này tạo thành nền tảng cho phước và tội sanh và diệt, nên chúng cũng được gọi là thế gian lô cá. Như vậy chúng ta có từ hữu tình thế gian sát tá lô cá. b. Các uẩn của chúng sanh vô tình như những hệ thống thế giới vô biên, chắc cá quá là những nền tảng cho đời sống hữu tình phu mí địa và những tòa nhà vân vân là những nền tảng mà chúng sanh hiện diện dầu họ còn bị sợ hãi nhưng trong trường hợp của những kẻ phàm phu những bậc nhập lưu và nhất lai hay đã thoát khỏi sự sợ hãi như trường hợp những bậc bất lai và a la hán và được gọi là không gian ô ca xá và vì những nền tảng này là những chỗ mà những chúng sanh hữu tình sanh lên và diệt mất nên chúng được gọi là lô cá như vậy chúng ta có từ không gian thế gian ô ca xá lô cá c cả chúng sanh hữu tình lẫn vô tình đều do những nguyên nhân làm duyên sanh nên được gọi là hành sanh kha rá thế giới phải chịu sự sanh diệt nên được gọi là thế gian lô cá như vậy chúng ta có từ hành thế gian sanh kha rá lô cá đức phật hiểu biết hoàn toàn thế gian Chúng ta sẽ mở rộng vấn đề này như đã được giải thích trong quý số thí mắt gá. Eko Loko Sabbe Sata ca Tất cả chúng sanh bản thân đều có những yếu tố làm duyên sanh. Đây là thế gian trong chính nó. Bát tí xăm phí đa mắt gá được trích ra ở đây. Do đó, lô cá ở đây là Sankhara lô cá, hành thế gian. Bởi vì mặc dù chúng sanh được xét đến nhưng điểm cốt yếu ở đây là tánh chất duyên sanh đang tạo ra sự sanh diệt trong tất cả chúng sanh. Đức Phật có sự hiểu biết đầy đủ về thế giới hữu vi mà trong đó Ngài biết nó. Một là một yếu tố tạo ra tất cả các pháp hữu vi. Hai là hai pháp hữu vi danh và sắc. Ba là ba pháp hữu vi trong ba loại thọ. Bốn là bốn pháp hữu vi trong bốn yếu tố làm duyên, a ha ra. Năm là năm pháp hữu vi trong năm thủ ẩn sáu là sáu pháp hữu vi trong sáu nội xứ bảy là bảy pháp hữu vi trong bảy trạm của thức tám là tám pháp hữu vi trong tám pháp thế gian chín là chín pháp hữu vi trong chín chỗ trú của chúng sanh mười là mười pháp hữu vi trong mười sắc xứ mười một là mười hai pháp hữu vi trong mười hai xứ mười hai là 18 pháp hữu vi trong 18 giới. Cũng như Đức Phật có sự hiểu biết hoàn toàn về thế giới hữu vi, Ngài cũng biết đầy đủ về thế giới hữu tình. Trong đó, A. A. Xá giá, Ngài biết các khuynh hướng của chúng sanh. B. A. Nú xá giá, Ngài biết những khuynh hướng ngủ ngầm trong chúng sanh. Pháp tùy miên. C. Chá rí tá, Ngài biết tánh khí của chúng sanh. D. A. Thí mốt tí, ngài biết những thiên hướng của chúng sanh ngài biết những chúng sanh có ít bụi phiền não trong con mắt trí tuệ của họ và ngài biết những chúng sanh có nhiều bụi phiền não trong con mắt trí tuệ của họ ngài biết những chúng sanh có căn nhạy bén như tính và ngài biết những chúng sanh có các căn trì độn ngài biết những chúng sanh có ước muốn tự nhiên về sự giải thoát và những chúng sanh có ước muốn giải thoát ngài biết những chúng sanh có những pháp chân chánh như đức tin và trí tuệ mà giúp họ dễ dàng chứng đắc đạo trí và những chúng sanh không có những pháp chân chánh như vậy ngài biết những chúng sanh đã thoát khỏi những chướng ngại trong những pháp hữu vi quá khứ những phiền não mà ngăn chặn sự chứng đắc đạo trí và những chúng sanh chưa thoát khỏi những chướng ngại như vậy a a xá giá các khuynh hướng a xá giá nghĩa là khuynh hướng của chúng sanh ví dụ con nai rừng có khuynh hướng tự nhiên là thích sống trong rừng. Nó có thể đi đến những cánh đồng để ăn cỏ, nhưng trú xứ của nó vẫn là khu rừng. Tương tự, những chúng sanh tiếp xúc với nhiều cảnh trần khác nhau, nhưng sau khi trôi lăn từ cảnh này đến cảnh khác, thì tâm của những người mà có khuynh hướng muốn trôi lăn trong vòng sanh hữu thì ở trong tà kiến, trong khi tâm của những người có khuynh hướng nghiêng về giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi thì thanh tịnh và ở trong trí tệ bởi vậy tà kiến và trí tệ được gọi là a xá giá khuynh hướng khuynh hướng tà kiến đích thí a xá giá lại chia ra làm hai loại khuynh hướng về đoạn kiến út chê đá đích thí và khuynh hướng về thường kiến sách xá tá đích thí khuynh hướng trí tệ panya a xá giá cũng có hai loại trí tệ dẫn đến đạo trí quý bát na banh Nha a sa giá và chính đạo trí là trí tệ thấy các pháp như thật Giách tha phù tá nhà ná a xá giá về trí tệ biết rõ các khuynh hướng của chúng sanh đức phật biết rằng một chúng sanh này có khuynh hướng trôi lăn trong vòng sanh tử và có khuynh hướng về đoạn kiến hai chúng sanh này có khuynh hướng trôi lăn trong vòng luân hồi và có khuynh hướng về thường kiến 3 Chúng sanh này có khuynh hướng nghiêng về sự giải thoát khỏi vòng sanh tử, một kẻ thanh tịnh và có tuệ quán. Và D. Chúng sanh này có khuynh hướng nghiêng về sự giải thoát khỏi vòng sanh tử và có đạo trí. B. Anu giá, tùy miên. Đây là những phiền não mà chưa được đoạn diệt bởi đạo trí, mắt gá nha ná, và có khả năng sanh lên bất cứ khi nào có cơ hội thích hợp. Những phiền não ngủ ngầm này có bảy loại. Chúng được gọi là pháp ngủ ngầm, đó là 1. dục tham tùy miên, kama raga nusada giá. 2. hữu ái tùy miên, phá quá raga nusada giá. 3. sân tùy miên, patiga nusada giá. 4. mạn tùy miên, mana nusada giá. 5. kiến tùy miên, dittha nusada giá. 6. nghi tùy miên, vīcika nusada giá. 7. vô minh tùy miên, Áo avijja nusada giá. Về việc biết các pháp tùy miên của chúng sanh, Đức Phật biết, chúng sanh này có nhiều dục tham tùy miên, chúng sanh này có nhiều hữu ái tùy miên, chúng sanh này có nhiều sân tùy miên, chúng sanh này có nhiều mạng tùy miên, chúng sanh này có nhiều tà kiến tùy miên, chúng sanh này có nhiều nghi tùy miên, chúng sanh này có nhiều vô minh tùy miên. Phiền não tùy miên, anh xá giá ký lê xá, nên được chú ý là có ba mức độ tùy theo khuynh hướng xuất hiện của nó một Phiền não ngủ ngầm 2. Phiền não đã thực sự sanh lên với ba giai đoạn của chúng là sanh, ú ba đá, trụ là phát triển hay hiện hữu tạm bợ thi tí và diệt, phân gá 3. Phiền não đã bộc lộ thành hành vi bất thiện về thân hoặc lời nói Chúng ta hãy chứng minh điều này Giả sử có một người phàm phu nào đó đang bố thí cúng dường mà trong anh ta có những phiền não chưa được đoạn tận bởi đạo trí. Mặc dù trong lúc làm các việc phước, các tâm đại thiện, ma hà của xá lá chích tá đang sanh khởi trong tâm của anh ta, nhưng nếu anh ta tình cờ tiếp xúc một cảnh khả ái nào đó, trường hợp này có khuynh hướng làm trỗi dậy những ý nghĩ dục tham trong dòng tâm của người thí chủ. Vì còn là phàm phu, anh ta chưa đoạn tận dục tham. Hơn nữa, khi tiếp xúc với cảnh mà đối với anh ta là khả ái thì dục tham tùy miên sẽ sanh lên thành những ý nghĩ bị ô nhiễm rõ rệt gọi là triền phiền não paris ná ký lê xá khi ấy nếu anh ta chế phục nó bằng như lý tác ý thì những ý nghĩ bị ô nhiễm bởi tham có thể lắng xuống tuy nhiên nếu thay vì có như lý tác ý anh ta để tâm bị hút vào bất như lý tác ý thì những ý nghĩ bị ô nhiễm sẽ chuyển thành những hành động bất thiện hoặc bằng thân hoặc bằng lời nói, đây là giai đoạn bộc phát của dục tham phiền não, vi phạm phiền não, Quy tích cá má ký lê xá. đây là ví dụ về cách mà dục tham phiền não trỗi dậy từ trạng thái ngủ ngầm của nó sang các hành vi rõ rệt trong ba giai đoạn của nó. những phiền não khác như sân vân vân cũng xảy ra tương tự như vậy. c. charita tánh hạnh tá nghĩa là hành động thiện hoặc bất thiện trong một ý nghĩa khác nó ám chỉ sáu loại tánh hạnh thường hay xảy ra trong đời sống hiện tại đó là tham ra gá sân đô xá si mô há niềm tin sách đa giác bút tí và tầm cầu quý tắc cá hai từ bali charita và wasana phải được phân biệt rõ ấn tượng mập mờ về những hành vi quen thuộc dù thiện hay bất thiện trong những kiếp quá khứ mà vẫn còn dai dẳng cho đến kiếp sống hiện tại thì được gọi là qua xá na loại tánh hạnh cả sáu loại kể trên là loại mà có khuynh hướng xảy ra trong hầu hết thời gian của kiếp sống hiện tại thì được gọi là charity tá tánh hạnh đức phật biết tánh hạnh của mỗi cá nhân như người này có tánh thiện xuống charity tá người này có tánh ác đúc charity tá người này có tánh tham ra gá charity tá người này có tánh sân đô xá chá tá người này có tánh si mô há chá tá người này có tánh dễ tinh, sách đà chá tá người này có tánh giác bút thí chá tá người này có tánh tầm cầu quý tá cá chá tá hơn nữa đức phật cũng biết bản chất của sáu loại tánh hành ấy những nhân duyên gây ô nhiễm những nhân duyên làm thanh tịnh những nhân duyên làm nồng cốt những kết quả và những hậu quả dẫn theo sáu loại tánh hạnh ấy đề Adi đi Adi tí nghĩa là khuynh hướng tự nhiên của chúng sanh. Có hai loại Adi tí đó là sở thích tự nhiên về điều ác, hi ná Đi tí và sở thích tự nhiên nghiêng về những pháp cao quý. Bani ta Đi tí Thông thường mọi người kết thân với những người có cùng tánh khí. Những người có tánh khí ác thì kết thân với những người có tánh khí ác. Những người có tánh khí cao thượng thì thích kết thân với những người có tánh khí cao thượng. Đức Phật biết loại tánh khí trong mỗi chúng sanh, hoặc là người có tánh ác hay có tánh cao thượng. Hơn nữa, Đức Phật biết mức độ của tánh khí trong mỗi chúng sanh, hoặc là mạnh, hoặc trung bình, hoặc yếu. Vì khuynh hướng tùy thuộc vào mức độ mạnh yếu của đức tin, sự tinh tấn, niệm, định và tuệ, đó là ngũ căn. Như vậy, Đức Phật có sự hiểu biết hoàn toàn về chúng sanh có bốn khuynh hướng a xá giá bảy pháp tùy miên án giá ba nghiệp hành á phí xăng kha hay sáu loại tánh tá và những khuynh hướng tự nhiên á đi mốt tí đức phật có sự hiểu biết hoàn toàn về thế giới hữu tình như thế nào thì ngài cũng có sự hiểu biết hoàn toàn về thế giới vô tình là những nơi chốn mà chúng sanh trú ngụ như hệ thống thế giới chắc cá hoa lá lâu đài, nhà cửa, núi rừng, vân vân. Đây là sự giải thích. Một hệ thống thế giới được gọi là chắc cá hoa lá hay lô cá đa tú được bao quanh bốn hướng bởi những ngọn núi cao như hàng rào bằng đá. Chắc cá, vòng tròn, hoa lá, vòng núi bao quanh. Sở dĩ người ta gọi là chắc cá hoa lá bởi vì nó là một hệ thống thế giới được bao quanh bởi những ngọn núi đá. Mỗi hệ thống thế giới có bề rộng là 1 triệu 203.450 do tuần từ Đông sang Tây và từ Nam đến Bắc. Chu vi của hệ thống thế giới này là 3 triệu 610.350 do tuần. Trong một hệ thống thế giới, bề dày của quả đất là 240.000 do tuần. Nửa trên của nó là đất và nửa dưới của nó là cấu trúc bằng đá. Quả đất được nâng đỡ bởi một khối nước khổng lồ dày 480.000 do tuần. Bên dưới khối nước có khối không khí dày 960.000 do tuần, nâng đỡ nó. Và bên dưới khối không khí là khoảng hư không vô biên. Đây là cấu trúc thành lập một hệ thống thế giới. Ở trung tâm bề mặt của quả đất, có một lên ngọn núi Xí Rú. Phần dưới của nó chìm trong đại dương, sâu 84.000 do tuần và nổi lên khỏi mặt nước với bề cao 84.000 do tuần. một Bao quanh ngọn núi Xí Nê Rú, có một vòng núi có tên là Yugandara, một nửa của nó chìm trong đại dương với bề sâu 42.000 do tuần, và nửa phần trên thì nổi trên mặt đại dương cao 42.000 do tuần. 2. Ở bên ngoài dãy núi Yugandara, có vòng dãy núi thứ hai có tên là Isadara, chìm sâu dưới đại dương 21.000 do tuần và nổi lên khỏi mặt nước 21.000 do tuần. 3. Vòng núi thứ ba ở bên ngoài dãy núi Isadara, là dãy núi ca phần dưới của nó chìm sâu trong đại dương là 10.500 do tuần và nổi lên khỏi mặt nước là 10.500 do tuần. 4. Bên ngoài vòng thứ ba của dãy núi cá rá ca có dãy núi Sudozsaña, mà phần dưới của nó chìm sâu trong đại dương 5.250 do tuần và nổi lên khỏi mặt nước là 5.250 do tuần. 5. Bên ngoài vòng núi Sudozsaña thứ tư có vòng núi thứ năm gọi là Nemin Đá Rá, phần dưới của nó chìm sâu dưới biển, 2 2625 do tuần và 2 2625 do tuần nổi trên mặt nước. 6. Bên ngoài dãy núi Nemin Đá Rá, thứ năm, có dãy núi thứ sáu gọi là Quý Tá Cá, phần dưới của nó chìm dưới biển sâu, 1.312 do tuần và 1 1312 do tuần nổi trên mặt nước. 7. Bên ngoài dãy núi thứ sáu quý ná tá cá có dãy núi thứ bảy tên gọi là ách xá canh á phần dưới của nó chìm sâu dưới biển 656 do tuần và phần trên nổi trên mặt nước cao 656 do tuần giữa núi xí nê rú và giữa những dãy núi có bảy vòng quanh là những con sông có tên gọi là sida trong đại dương nằm về phía nam của núi xí nê rú có năm thiện bộ châu gọi là diêm phù đề dâm bú đi bá nó được đặt tên theo cây trăm mọc lên ở mặt trước của hải đảo và hải đảo này được bao quanh bởi 500 tiểu đảo. Tương tự, trong đại dương nằm về phía tây của núi Xí Nê Rú có Tây Ngu Sa Châu, Abara Gô Ná. Ở về phía bắc thì có Bắc Cư Lưu Châu, Uttara cu Rú và ở hướng đông thì có Đông Thắng Thần Châu, Búp Bá Quý Đê Há. Mỗi châu đảo đều được bao quanh bởi 500 tiểu đảo. Ở Nam Thiện Bộ Châu của xứ Dâm Bú Đi Bá, ngọn núi Hi Má Quanh Ta cao 500 do tuần, bề dài và bề rộng thì 3.000 do tuần. Nó được làm cho hùng vĩ bởi 84.000 đỉnh núi. Cây trăm mọc lên ở phía trước của châu Dâm Bú Đi Bá có ba chiều dài, rộng và cao. Đỉnh nhọn của nó bề rộng 15 do tuần. Từ đất lên đến thân cây, nơi mà các nhánh đâm ra, chiều cao của thân cây là 50 do tuần. Các nhánh cây lớn dài 50 do tuần tàn cây rộng 100 do tuần, chiều cao 100 do tuần. Sáu cây khổng lồ khác cũng có cùng kích thước, tồn tại cho đến khi kết thúc của thế giới. Cây hoa kèn trong cõi Asura xú tại chỗ cũ của Chư Thiên, ở cõi Tam Thập Tam Thiên, ở dưới chân núi Xí Nê Rú. Cây bông vải lụa trong cõi các vị Gá Rú Đá, ở Tây Ngu Hóa Châu. Cây Như Ý ở cõi Bắc Cưu Lưu Châu. Cây ra mưa ở Đông Thắng Thần Châu và cây san hô Ấn Độ ở cõi Tam Thập Tam Thiên. Vòng dãy núi mà đánh dấu ranh giới của vũ trụ có 82.000 do tuần do chìm dưới đại dương và 82.000 do tuần nổi lên trên mặt nước. Châu Diêm Phù Đề có hình thang, hình của phần trước của cổ xe bò. Tây Ngưu Hóa Châu có hình chiếc gương bằng đồng thau, tức là hình tròn. Đông Thắng Thần Châu có hình lưỡi liềm, Bắc Cư Lưu Châu có hình vuông. Dân cư của những châu ấy được xem là có những khuôn mặt mà hình thù thì giống như hình thù của châu mà họ trú ngụ. Quý số thí mắt gá Mahatika, volume 1 Trong mỗi hệ thống thế giới có lâu đài của mặt trăng, đường kính là 49 do tuần, lâu đài của mặt trời, đường kính là 50 do tuần, cõi tam thập tam thiên, cõi Atula, cõi địa ngục vô gián, á quy chí, cõi diêm phù đề, dâm bú đi bá, bốn cõi này Mỗi cõi rộng 10.000 do tuần Chúng được gọi là bốn cõi có bề rộng 10.000 do tuần Cõi Bắc Cưu Lưu Châu rộng 7.000 do tuần Cõi Đông Thắng Thằng Châu có kích thước tương tự Cõi Tây Ngu Sa Châu rộng 8.000 do tuần Tất cả những đặc điểm kể trên hình thành một hệ thống thế giới Những khoảng trống nơi mà ba hệ thống thế giới tiếp xúc nhau là những vùng trống vắng Lô Canh Tá Trong mỗi hệ thống thế giới thì có ba cõi khổ là cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ và cõi atula, asura ca giá đều có chỗ ngủ của chúng ở trên quả đất bên cạnh cõi người. Ở lớp dưới của quả đất có tám cõi địa ngục, cõi này ở dưới cõi kia và mỗi đại địa ngục lại được bao quanh bởi những tiểu địa ngục có sự đau khổ liên tục được gọi là Utsada giá. Những cõi giá, Súc Sanh, Ngạ Quỷ và Asura Ca Giá được gọi là bốn khổ thú á ba giá cõi người nằm trên quả đất cõi tứ thiên vương nằm trên đỉnh núi vú danh thá rá ở một nửa chiều cao của núi xí nê rú chư thiên cõi tam thập tam thiên trú ngụ trên đỉnh núi xí nê rú do đó hai cõi chư thiên này thuộc quả đất bên trên cõi tam thập tam thiên là cõi dạ ma dạ ma trên nữa là cõi đấu xuất đà tú xí tá trên nữa là cõi hóa lạc thiên Nimma và trên nữa là cõi tha hóa tự tại thiên Parinimita Vassavati. Sáu cõi chư thiên này cùng với cõi người được gọi là bảy cõi dục giới hạnh phúc. Kama Sugati Phu Mí. Bảy cõi hạnh phúc này và bốn cõi khổ gọi chung là những cõi dục giới Kama Phu Mí. Sáu cõi chư thiên kể trên thuộc về dục giới. Có ba cõi phạm thiên, gồm phạm chúng thiên, Ramapa Risacha, Phạm Phụ Thiên, Ramma và Đại Phạm Thiên Maha là ba cõi Phạm Thiên liên quan đến sơ thiền sắc giới, Ruba Quá Chá Rá. Họ ở chung một cõi. Bên trên ba cõi Phạm Thiên thuộc sơ thiền sắc giới, có ba cõi Phạm Thiên thuộc nhị thiền sắc giới ở trong cùng một cõi, đó là Thiểu Quang Thiên, Paritapha, Vô Lượng Quang Thiên, Abba pha và quan âm thiên Ra. Bên trên ba cõi phạm thiên thuộc nhị thiền sắc giới, có ba cõi phạm thiên thuộc tam thiền trong cùng một cõi chung, đó là thiểu tịnh thiên Paritta Sufa, vô lượng tịnh thiên Appamana Sufa và biến tịnh thiên Sufa Na. Bên trên những cõi này có hai cõi phạm thiên cũng thuộc về sắc giới trong cùng một tầng thiền, đó là cõi quảng quả, quê lá và cõi của chúng sanh vô tưởng á sanh nhát sát tá bên trên hai cõi này là cõi vô phiền á quý ha vô nhiệt á tap ba thiện hiện su đát sa thiện kiến su đát si và sắc cứu cánh á cá nít là năm cõi tịnh cư này liên quan đến cõi tứ thiền sắc giới như vậy cả thảy mười sáu cõi phạm thiên hữu sắc trên mười sáu cõi phạm thiên hữu sắc có bốn cõi phạm thiên thuộc vô sắc giới đó là hư không vô biên akasa nancha cha thức vô biên quy nancha jatana, cha vô sở hữu xứ ác kinh chanh và phi tưởng phi phi tưởng xứ nê quá sanh nha qua sanh nha giá cõi này nối tiếp nằm trên cõi kia như vậy có mười sáu cõi phạm thiên hữu sắc và bốn cõi phạm thiên vô sắc cả thảy là hai mươi cõi phạm thiên khi mười một cõi dục giới được thêm vào thì có 31 cõi trong hệ thống thế giới. Đây là bài mô tả tóm tắt về các cõi. Theo cách đã nói trên, Đức Phật có sự hiểu biết hoàn toàn về những thế giới vô biên làm chỗ nương tựa cho đời sống của chúng sanh. Sự hiểu biết hoàn toàn và rõ ràng về thế giới hữu tình, thế giới hữu vi và thế giới vô tình là ân đức lô cá quý đu. Năm uẩn của Đức Phật là người sở hữu ân đức ấy.